Được rồi, sắp string cấu trúc là sắp string s position blend. Cái đầu vào của nó là s là một chuỗi ký tự bắt buộc phải có, post là một số bắt buộc phải có và len là một số nhưng bắt buộc. Xử lý như sau. Đầu tiên là sẽ tìm kiếm một cái chuỗi con từ ông s bắt đầu tại vị trí post và tiếp tục cho kéo dài thôi len theo độ dài số các ký tự. Nếu cái len này mà không có thì cái chuỗi con bắt đầu từ vị trí post và sẽ kéo dài đến hết độ dài của chuỗi S. Nếu post là một số âm thì cái hàm này sẽ bắt đầu từ cuối của chuỗi và di chuyển ngược về phía đầu của chuỗi. Ví dụ như là bắt đầu với một chuỗi là Mark Kennedy thì ta cần làm cái gì? Lấy một chuỗi con của nó bắt đầu ở vị trí thứ 7 và đến cuối chuỗi là gì? Substring của name Mark Kennedy thì bằng Mark Kennedy để đếm nhá. Nào. Name là 1 N A M E 4 chấm phải là 5 chấm là hậu trắng là 6, số 7 là chữ M vậy từ từ M đến cuối chuỗi là Mark Kennedy. Thử xem nếu khác thì nó gửi ngược lại từ cuối xem nào. Select substring name 2 chấm Mark Kennedy. Kennedy bắt đầu từ vị trí số 7 được không nhỉ? Số 7 âm 7 đi, âm 7 và dạ âm 7 đi ạ. From dual vậy thì nào, tại sao ở đây âm 7 và đi ngược về phía âm 7 tức là vị trí tức là âm 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì N đi ngược về sau and đi tiếp theo luôn. Copy này tách để sửa nhanh. Đấy là với vị trí tức là xem phần len nào nhé. Rồi copy có 7 sao. Thứ 7 nhé, thử xem là nếu mới thêm một số nữa vào với cái số này là 3 để xem là cái gì. Chắc thì ra chữ Mark rồi. Mash chữ chữ bài nếu chữ bài đi đâu chẳng ra gì luôn, không ra gì nhỉ, chắc không gì luôn chữ bài chứ còn luôn khuyên viết đằng sau nếp rồi nếp với cái đi đó. Sao dex s là nguồn, cái chuỗi nguồn set là biến cái chuỗi nguồn thành cái sao dex của nó, ví dụ đọc ấm đọc đúng mà chú ý là sao dex thì chỉ phù hợp với sử dụng của tiếng Anh mà thôi chứ còn bình thường các ngữ khác thì không ích. Ví dụ chúng ta sinh ra sao deck của bất kỳ chữ nào nhưng mà nhưng quan trọng lắm cái này thì liên quan đến tiếng Anh thôi.
Nhựa dày BF thì là 1 2. Như giữ lại sách sau đấy thì có số như này, việc kép giữ nguyên, còn những O như là sang 6 3 5 như khác bỏ. 6 là gì, là chữ R, chữ R là giữ lại. 6 chữ 3, số 3 chữ D hoặc T, chắc là chữ T này. Thứ 5 là MN, N đây, còn lại chữ khác thì bỏ hết. Washington là âm đúng nhau, tức là kiểu gọi của Anh âm đúng nhau thôi, còn chả nghĩa gì đâu. Chú ý rằng sao đích sử dụng 2 lần trong mệnh đề where thì dùng nhiều hơn có thể là which, vì cái chữ Washington với từ Washington, cái này là tiếng Đức này, cái này thì tiếng Ireland, cái này thì quyết là tiếng gì không rõ. Họ là người viết kiểu Anh thôi, kiểu tiếng Anh là có cái đấy, chứ còn bình thường không có nước khác. Theo này vậy xong một sáu x thì sang hàm số bác hào đổi số. Mục này sẽ miêu tả các hàm theo kiểu số đơn giản như ABS chẳng hạn, trung bình số ấy, số giá trị giá trị tối, hoặc là những cái hàm như SQL. Thì chú ý là không phải các hàm đầu vào của hàm nào cũng là số hết đâu, có thể là hàm đầu vào là ký tự hoặc là cái gì đó. Ví dụ hàm cell, hàm trần, n là giá trị được bắt buộc phải có ở bất kỳ số nào. Cell trả về một số nhỏ, số nguyên nhỏ nhất mà lớn hơn n. Floor là n bắt buộc phải có, floor trả về số nguyên lớn nhất mà nhỏ hơn n, nhỏ hơn bằng n. Round number có hai đầu vào là n và y. N bắt buộc đó là bất kỳ số nào cũng được, mà có thể chứa các số thập phân. N là một số nguyên vào tùy nhi, nếu mà không có nghĩa là không. Quá trình xử lý như sau: n được làm tròn phụ thuộc vào giá trị của y, nếu y là không, n được làm tròn tới số nguyên gần nhất. Nói cách khác là không có cái giá trị nào phân đổi hết. Nếu y là một số dương thì n được làm tròn tới vị trí thứ y chấm bên phải của dấu giá trị của cái dấu phân. Nếu y là số âm thì n được làm tròn tới vị trí thứ y thế bên trái của giá trị thập phân. Cái giá trị 5 được luôn luôn được làm tròn tới không, tức là thế nào, nếu y và âm à chị number 5 cái là bằng bên trái thử nha. Nếu y là không có thì round trả về một giá trị cùng kiểu dữ liệu với n. Nếu y được đặc tả thì round sẽ trả được kiểu dữ liệu là number, ví dụ như round 2 3 4 5 gì đó. Thì hai dấu chúng ta sẽ làm sao bằng round. Nếu round mà của trừ 1 bằng 2 thì nó sẽ lấy giá trị 2, tức bỏ hết các số đằng sau này đi, lấy đến số 0 1 này, 2 làm tròn lên 5, làm tròn lên 6. Còn ở đây thì khi đây là âm làm tròn bên trái của dấu
259 thì đây nó làm tròn lên thành là 2610 bên trái dấu thập phần. Trăng, trăng tức là hòm trống. Yêu cầu đầu vào là chữ số N là một số kỳ có thể có giá trị thập phân. N là một số nguyên, số nguyên này không bắt buộc phải có, nếu không có nó khó chỉ là không. Tiến trình xử lý như sau: trăng sẽ làm tròn tất cả, làm tròn về hướng số 0, nói khác nó sẽ làm bỏ hết các thập phân đằng sau. Đầu ra nếu y không được xuất hiện, trăng sẽ trả về một giá trị trong kiểu dữ liệu numeric, có kiểu dữ liệu như là n. Nếu y đặc tả, trăng trả về dữ liệu kiểu number, ví dụ như là sử dụng cái cùng một số dùng làm round gì. Round thì là nếu mà round trừ 1 thì ra là 250, vì sao nó kéo tụt xuống, kéo tụt cái số làm tròn bên trái mà số bằng 9 nó kéo về không, gọi là làm tròn số đầu tiên của cái chữ ký tự đầu tiên, kéo xuống khoảng 20. Còn làm trăng mà bên tay trái chúng ta thì làm số 2 thì làm hướng về số 0, ta kéo số 3 năm giữ nguyên, kéo 5 xuống dưới thì không, là 1 2 3 5. Remainder. Syntax. Rồi, thử lại, đau quá, chịu này.